làm món gì mà đây? Vàng. Một suất vàng ấy. Cái này. Xong rồi đi úp gia vị. Ngũ vị hương này. Anh một tiếng hồ xong rồi chế biến. Tôi đang làm gì vậy? Ngoài đây. Sơ. Một thìa phở cho thịt bò vào nhá mọi người. Ôi, bò này sôi úp. Bắp nó có gì nhân. Đây này. Mỗi cua với hành tây. Hành nhuyễn. Thảo quả này. Quả ba quả nó không phu hết nhỉ. Gia vị này. Đấy. Những này sánh cái này. Ngon nhỉ. Ngon quá, ngon rồi. Đấy, cho nó sốt lên. Đấy. Cái muối này đậm đà ăn với bò. À, hôm nay làm món gì mà đây? Nay đi chợ mua được miếng rẻ xương bò về. Để là làm món bò sốt vang này này. Ồ, thì bò tươi nhỉ. Bò tươi. Mổ sáng ra mà thơm tươi. Mổ sáng này lúc mổ lúc 5 giờ đấy. Này 1 ký hả? Này 1 ký đây, 180. À, cái này là nằm bò sốt vang hả? Bò sốt vang hoặc là bò kho là nó lấy phần rẻ sườn này này nó có gân ra. À có gân có thịt thì nấu nó ngon hơn. À, nằm bò sốt vang ấy. Bò sốt vang. Bây giờ mình đi sơ chế nhá. Đi rửa hả? Cho thịt bò vào cái thau vào này. Đó. Bò nó tươi nhỉ? Bò tươi. Một ký này hả? Một ký trong này 180.000 đấy. Cho nó sạch, rất bẩn. Ngon, bún bò ngon. Nấu sốt vang lên cái phần thịt này nó mới ngon, nó không bị khô. Mềm nhỉ. Đấy, chỗ này nó còn dè sườn này, là nó rút được chỗ sườn. Ra thái. Thái. Ngon thế. Này thấy vuông con cờ à? Thấy vuông. Này nọc đi. Nọc vội cái gân này đi này. Tươi thế, thì bò sáng tươi thế. Đấy. Cắt dọc theo cái sợi của nó này. Tươi nhỉ. Đó, bò sốt vang ấy. Nó là gọi là rẻ sườn đấy. Rẻ sườn của con bò này. Chỉ để nấu sốt vang. Ngon thế này, tươi thế. Đó, bây giờ mình thái vuông này. Thái miếng vuông vừa ăn thôi này. Đó. Mình thái xong rồi mình ướp gia vị. Ướp gia vị để khoảng tiếng đồng hồ mới nấu rồi. Ừ. Nó thấm gia vị nhá. Nó mình thái xong rồi mình đi ướp gia vị. Nó thấm khoảng một tiếng sau mình mới đầu đi nấu bò sốt vang. Thế xong thì tôi cho vào cái thau này chuẩn bị mình ướp gia vị cho nó. Món bò sốt vang này. Thì bò ngon thế. Bây giờ bắt đầu đi ướp cái món bò sốt vang nhá. Đúng rồi. Bây giờ có cái gì mình nhiều này, có cả gấc nữa à. Gấc nữa, gấc để mình tạo màu chứ mình không dùng màu thực phẩm. Đấy. Chai rượu à? Rượu gì đây? Rượu vang. Giới thiệu mọi người đây là chai rượu vang nhé. À, đây là cái vỏ đây chai hả? Rượu vang đây. Rượu vang. Đấy, phải sốt vang là phải nguyên liệu của nó phải có rượu vang. À, có chai nho đây. Nho. Đấy. Rồi. Đây thịt bò đây. Bò đây. Rồi. Đây đây gia vị đi kèm ướp món bò sốt vang gồm có như này này. Đây cái gì đây? Ngũ vị hương này. À, bột ngũ vị hương. Hạt ngò dí xay này. Rồi, hạt mùi nhá hả? Hạt mùi xay này. Đường cát trắng này. Bột ngọt này. Nước tương này, xì dầu đấy. Ừ. Hạt lêm này. Ừ, đấy. Gia vị để ướp món bò sốt vang đấy. Đây có gì, có cả gấc đấy này. Đây, chế gấc chín à? Dùng chế gấc này để mình tạo màu cho món bò sốt vang này. Đấy là đẹp hơn này. Ừ. Cà chua này. Cà rốt à? Cà rốt. Khoai tây, hành tây, gừng này. Ồ, có cả thuốc bắc nữa. Đây là gừng, tỏi gừng nó thơm này. Đấy.
rào băm hành với tỏi với gừng vào cho. Bỏ để ướp đây. Đó. Đây, hành tỏi gừng. Hành tỏi gừng băm nhỏ, anh cho gia vị vào nhá. Để ngũ vị hương này. Hạt mà mùi xay này, hạt có dĩ xay này. Hạt mùi xay này, nó xay khô này. Hạt khô xay này. Hạt đêm này. Đó. Đường cắt trắng này. Bột ngọt đây. Đó. Nước tương này, xì dầu đấy. Món này cũng nhiều gia vị đấy, công phu nhỉ. Công phu đấy. Này mình ướp trong khoảng nửa tiếng rồi, mình cũng vàng đâu. Đó. Rồi, mình cho. Này rượu vang có cho nhiều không? Mình cho được khoảng một thìa phở rượu vang nhá. Một thìa ăn phở rượu vang nhá, cho nó mềm thịt bò mà nó thơm nhá. Nhiều cái khu ấy, rất khoảng tiếng tiếng đồng hồ mình cho vào ngăn mát để một tiếng hồ sau mình bắt đầu mới ra mình ra ra mình nấu. Đấy rồi giờ để cho ngăn mát tủ lạnh một tiếng hồ sau mình mới chế biến. Thơm thế, thơm mùi rượu vang thế. Rồi, thơm lắm. Cắt đi. Rồi đem đi để trong tủ mát một tiếng sau mang ra nấu nhá, cho nó ngấm gia vị nè. Rồi giờ đi thái khoai tây à? Đây đây cái rốt này tí cho vào món bò sốt vang này. Cái này hành tây với cà chua à? Hành tây cà chua để đi xay để tí nó cho vào sốt vang. À, xay nhuyễn này hả? Xay nhuyễn này. Đây là rau gì đây? Do mùi trang trí thôi. Đây gì đây? Hành. Hành tỏi băm để phi xào lên. Đây là cà rốt này. Cà rốt là tiểu hoa này. Chút mình cho vào món bò kho đấy hả? Bò sốt vang. Bò sốt vang đúng không? Đấy. Cà rốt cho vào sốt vang. Đây là khoai tây. Khoai tây mình cắt khúc này cho vào đấy à? Cho tí nữa nấu được khoảng 40 phút là cho vào. Đây. Để chút cho vào sốt vàng. Khoai tây với cà rốt. Bắt đầu đi xay hành tây với cà chua. Hành tây với cà chua nhá. Xay trước cả xay nhuyễn hả? Xay nhỏ ra để cho vào cái món sốt này thơm ngon hơn. Đây có nước gì, nước dừa à? Đây là nấu nước dừa tươi. Đây nếu mà không có nước dừa tươi thì nấu bằng nước lạnh hoặc nước xương hầm cũng được. Đây cho cái máy sinh tố xay này. Cà chua này. Cà chua này, hành tây. Đây mấy quả cà chua đây? Đây là 2 quả cà chua với nửa củ hành tây. Hành tây mình thấy nhỏ nhỏ mình cho máy hả? Cho máy xay dễ. Xay chung luôn à? Xay chung mà luôn. Chung mà luôn. Món này là phải có cái món thịt bò nó để ngăn mát hơn một tiếng hồ này. Đó, thấm gia vị xay cà chua với hành tây này. Xay nhuyễn này. Đấy. Chua với hành tây thay 2 quả cà chua với nửa củ hành tây. Bây giờ nửa rang cái quế với hoa hồi với thảo quả nhá. Đây giờ mình rang cái này à? Rang cái này gia vị này cho thơm này. Rồi. Đây quả gấc tí mình cho vào luôn. Rồi, rang thuốc bắc trước này. Thảo quả, quế, hồi, hương. Hoa hồi, thảo quả với này, quế rang lên. Mình đã rang xong rồi đây, nó sơ như vậy nhá. Đó. Thơm nhỉ, rang thơm hết. Thơm đấy. Đấy. Đi nướng cái củ gừng này. Gừng với hành nướng luôn nhá. À. Đây cho cái kẹp này. Cho cái kẹp này, nướng sơ thôi nhỉ. Sơ thôi, nướng được khoảng tạo cái mùi thơm. Mặt à. Được mặt lên. Được rồi nhỉ. Rồi, được rồi. Rồi, cho cái đĩa này. Gừng hành nướng rồi, cái thảo quả đập dập ra nữa à? Thảo quả đập dập ra cho nó có cái tinh dầu ở trong. Đập dập ra nhá.
bác nó có gì nhân đây này. Đấy. Trong nó cái này nó mới nấu nó mới ra mùi thơm này, đập cái này. Đập dập đúng không? Đập dập cái này. Thơm thế nhỉ? Ủa, thơm đấy. Đập dập này. Quả nó đập dập này đấy, hành hành nướng này, gừng nướng này, quế hồi thảo này đấy, quả luôn. Rồi bây giờ mình cắt cái quả gốc để lấy cái ruột trong ra này. Mình cắt chín cái cây này. Cắt này nhá. Bố ra. Ui, đỏ chót đỏ thế nhỉ. Đây này. Đó. Đỏ thế. Đỏ quá nhỉ. Cho dầu ăn rồi ấy à? Dầu ăn là nấu đấy. Là bắt đầu đi chế biến món bò sốt vang. Đấy, cho dầu ăn vào cái chảo này. Ít thôi. Ít thôi. Và cho ít là... Hành tỏi băm này. Hành tỏi băm là phi. Thơm thế. Đấy, hành tỏi thơm rồi, nó vào cho thịt bò vào nhá mọi người. Ồ, bò này sổ ướp ngon thế. Đó, thịt bò ướp một tiếng hồi trong ngăn mát này. Thơm quá nhỉ. Đó. Thơm nhỉ. Thơm quá, thơm gia vị. Đảo khoảng bao lâu thì mình cho cái nước dừa vào? Cái này có phải đảo tầm 10 phút. Chốc đó mình nấu mềm khoảng 1 tiếng hồ là mình cho một chút rượu vang lên cho nó thơm. Cho thêm rượu vang nữa à? Đúng rồi. Cho thêm một chút rượu vang nữa. Sáng nay cho rượu vang là chỉ là ướp thôi. Lúc nào mình chín rồi, được rồi, mình cho ít rượu vang vào nữa. Để cho nó... Cái món này ăn bánh mì ngon đấy nhỉ? Yeah. Bánh mì đây. Mùa thu này nè, ăn bánh mì này, ngon. Khi săn rồi bắt đầu ta cho cái... cà chua với lại hành tây xay vào nhé. Cái nước sinh tố là cà chua với hành tây xay dưới đấy hả? Đây, mình cho bắt đầu cho vào đây này. Cho một ít nước mắm vào cho nó thơm này. Đó là cho ít nước mắm này. Đó, nước mắm này. Cái hạt nêm nhá. Cái hạt nêm còn non. Cho cái gì nữa này? Cho hai chúng chưa xanh cho thơm này. Đấy. Gia vị vừa nãy mình bắt đầu rang lên miếng nướng này cho vào luôn này. Thảo quả này. Quả ba quả. Thảo quả ba quả này. Hương nướng này. Đấy. Hành củ nướng này. Hoa hồi với lại quế cho luôn. Mình nấu xong nó chín rồi là mình vớt ra cái này ra nhé. Đấy. Mình không ăn nó vớt ra. Bớt ra, không ăn cái này. Cho vào để tạo cái vị thơm thôi. Đấy. Món này nó công phu hết đấy nhỉ. Nhiều gia vị thì nó mới ngon. Đấy. Đây này, màu nó đã ra vào đây này. Đấy. Rồi tiếp theo mình cho nước dừa tươi vào nhá mọi người ơi. Rồi cho nước dừa đây. Cho hết cái bát nước dừa vào nhá. Để ninh cho nó mềm đấy. Hầm khoảng bao lâu? Hầm khoảng 60 phút nhá. Tiếng đấy. Mọi người thấy da màu này, màu sốt vàng rất đẹp đấy. Ánh ánh màu đỏ vàng lâu này. Gia vị ngon nhỉ. Quế hồi thảo quả rồi là gừng nướng này, bắt đầu nó lan tỏa mùi thơm rồi. Nấu trong vòng 60 phút mềm. Đây, bò này. Đấy. Dặn thế. Một sốt vàng thơm chưa? Đấy. Sốt vàng thơm quá nhỉ. Cái mùi thảo quả với quế hồi nó thơm nhỉ. Thơm quá. Đấy.
sắc này là đẹp rồi đấy, đạt tiêu chuẩn rồi đây. 200 mét vẫn ngửi thấy mùi thơm. Thơm đấy. Đầu giá đầu vớt hết cái hạt gốc này, cái gia vị ra, sôi được 40 phút rồi. Rồi, thì chúng ta vớt cái gốc cái gia vị ra nhá. Chúng ta tạo màu, tạo hương vị nhỉ? À, gần vớt hết luôn rồi. Tạo màu thôi, gia vị là cũng cho ra để mình cho cái quay với cà rốt vào này. Đấy. Màu màu sốt vàng này đẹp nhỉ? Màu sốt vàng này là này cái màu tự nhiên không có phẩm thực phẩm. Màu hóa chất nhỉ? Thơm thế. Thơm. Ừ. Thịt bò nó mềm đấy. Bây giờ cho khoai tây cà rốt này. Thơm quá. Rồi, cho khoai tây cà rốt nhá. Ừ. Sôi khoảng 20 phút là được nhỉ? Sôi 20 phút là nó mềm mà cho mùi rượu vang nữa. Ừ. À gần tí cho được mới cho rượu vang tiếp nhỉ? Đúng rồi, tí nữa gần được rồi mới rượu vang với bột bắp à? Bột năng. Bột năng à? Cho nó độ sánh, độ sánh chấm bánh mì nó mới ngon. Món này cũng tốn nhiều gia vị hết đấy nhỉ? Đây, bò này. Ừ, bò mềm đấy. Gần. Đấy, ngon này. Hay. Năng à? Cho cà chua vào này. À, ra cho cà chua vào. Cà chua vào rồi cho nó đẹp hình thước rồi. Ừ. Cho rượu vang vào này. Thêm rượu vang. Vang cho một muôi này nhá. Một giá lúc nấu này, một giá này. Ừ. Cho nó thơm. Và cái bột năng này cho vào. À, bột năng để tí nó tạo độ sánh này này. Cái này 2 muỗng, 1 muỗng. 2 thìa phở. Phở bột năng đây. Mình căn mình cho từ từ không mà nó sánh quá. Mới tan là tí gần được bắt ra. Rồi cho bột năng vào nhá. Ừ, cho bột năng xong. Phải nước sôi khoảng bao lâu thì được? Nước sôi tầm 2 phút thôi. Ừ, rồi cho bột năng vào này. Năng ra ngoài. Đấy, mình cho từ từ đi không mà nó sánh quá đấy. Này sánh cái này thôi. Đây. Sánh nhỉ? Sánh rồi. Ừ. Sánh cái này thôi để còn chấm bánh mì vừa này. Ừ. Rồi tắt bếp nhá. Chín rồi tắt bếp nhá. À. Xong rồi đấm vào cái thố này. Ngon nhỉ? Ngon quá. Đấy. Thơm à? Ừ, thơm. Có tiêu rồi. Ừ, nước nó sánh nhỉ? Nó sánh rồi đấy. Đấy, nước thơm sánh nhỉ? Thơm quá, thơm. Rồi, xong rồi. Hả? À, muối chấm này. Muối chấm thì bò này, số vàng. À. Trang trí thì hành tây với rau... Mì mì ra. Mì ra đây. Hai người hay nổi mì to hết. Để tí tối mình ăn. Ngon hết nhỉ? Sánh ngon. Chấm mì. Bây giờ đang chuẩn bị ăn này. Đây bây giờ đun nóng để ăn với sốt vàng với bánh mì này. Đó. Ừ, ngon hết. Thơm rồi. Ừ. Đó. Ngon chưa? Thơm đấy. Đấy. Sôi múc bát ăn thôi. Đây, sốt vàng của mình đây. Đấy. Cho vào cái bát này này. Ngon thế. Đấy, miếng bỏ sốt vàng với cái muối này nhé. Ừ, ngon thế. Đấy, này, muối ngon. Ngon mềm nhỉ. Đấy. Chấm vào cái bát sốt vàng này. Ngon thế. Đấy, cái muối này đậm đà ăn. Đấy, thơm ngon. Ngon thế. Có cái bát không? Ngon nhỉ? Ngon quá, ngon luôn. Cho nó sốt lên này. Đó.